Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dung Hoàng. Thì ngày hôm nay em có lên sóng một sản phẩm, đó chính là một chiếc đồng hồ Omega. Cũng là một chiếc đồng hồ sưu tầm đáng được sở hữu. Và trước mắt mọi người em đang quay tổng thể chiếc hộp của chiếc Omega này. Đấy. Một chiếc Omega rất là giá trị và còn nguyên hộp. Chiếc hộp Omega xưa này thì đã có những cái nét thời gian do trong quá trình vận chuyển từ bên nước ngoài về mình thì có những cái bong chóc của lớp vỏ của chiếc hộp này, nhưng mà nó vẫn còn nguyên giá trị. Và ai mà sở hữu được những cái sản phẩm như thế này thì phải nói là rất là đáng được sưu tầm. Đấy. Logo máu ngựa biểu tượng của dòng đồng hồ Omega xưa. Đấy. Một chiếc hộp màu đỏ. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể của chiếc hộp này trước khi mà em bước vào miêu tả chi tiết tổng thể chiếc đồng hồ mà nằm ở bên trong của chiếc hộp xưa này. Đấy. Trước khi vào thì em có quay rất là cận cảnh từng chi tiết một để anh em cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng. Và sau đây em xin tiến hành mở chiếc hộp đồng hồ này. Một chiếc hộp rất là giá trị. Vâng, và sản phẩm trong chiếc hộp ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Omega Constellation chạy bộ máy tự động. Và đây là một chiếc càng gãy, mặt là mặt trắng. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể của chiếc đồng hồ này. Và phía bên trong hộp có cái dòng chữ Omega và những cái lớp chữ trong chiếc hộp rất là tinh tế. Và sản phẩm ngày hôm nay đó chính là một chiếc Omega Constellation ở 5 dòng chữ, chạy bộ máy tự động. Đấy, anh em cùng chiêm ngưỡng. Chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1962. Đấy, rất là giá trị. Mặt trắng. Đấy, các cọc số là những cọc số cài đá đen với bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà. Đấy. Em quay rất là chi tiết để các anh em cùng chiêm ngưỡng và cùng đánh giá sản phẩm ngày hôm nay. Khung vỏ của chiếc đồng hồ này thì làm đờ mi vàng. Đờ mi nghĩa là như thế nào ạ? Đờ mi nghĩa là có một tông màu vàng ở bên trên và có một tông màu trắng ở bên dưới. Tông màu trắng ở bên dưới thì được làm từ thép không gỉ, có một cái logo đài thiên văn đúc 14K. Và cái phần đờ mi vàng đó chính là một cái niềng vàng đúc 14K. Đấy, anh em cùng chiêm ngưỡng. Chiếc đồng hồ này thì có những cọc số cài đá đen rất là nổi bật. Cùng với đó là thiết kế trục tung hoành rất là cổ điển. Đấy. Chiếc đồng hồ này thì có đáy là đáy SS thì nó rất là bền ở cái khí hậu Việt Nam mình. Ở khí hậu Việt Nam mình là ở khí hậu nhiệt đới gió mùa nên là anh em đeo rất là hay ra mồ hôi. Và mỗi khi ra mồ hôi thì nếu mà những cái đồng hồ bọc vàng ấy thì nó hay bị phai và chóc những cái lớp vàng. Nhưng mà với những cái đáy mà theo không gỉ thì những cái mồ hôi và cái tác động của khí hậu của Việt Nam mình thì nó sẽ không làm bay, cũng không làm chóc những cái lớp thép không gỉ, nó chỉ nó cũng rất là bền với thời gian. Chiếc đồng hồ này được kết hợp với một sợi dây da khâu tay đấy màu nâu đen, cũng rất là tinh tế và cũng là một cái loại dây da tốt. Khóa zin có logo. Và tổng thể của chiếc đồng hồ này còn rất là đẹp, zin nguyên bản trừ dây anh em nhé. Và em xin tiến hành lấy chiếc đồng hồ này ra và quay cận cảnh từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng, cũng như là em sẽ xin tiến hành vào miêu tả cụ thể. Đấy. Trước mắt anh em
Đó nó chính là một chiếc đồng hồ Omega Continental càng gãy. Đấy, niềng vàng đúc 14K Goldfield. Đáy là đáy SS, được sản xuất vào những năm 1962. Và kính là kính zin, có logo ở chính giữa trung tâm, có logo móng ngựa đấy. Và mặt của nó là mặt trắng bắt sáng rất là tốt. Có 5 dòng chữ, trong đó có biểu tượng móng ngựa, rồi đến logo Omega, cũng như dòng automatic này, chronometer này, và phía dưới là có chữ Continental và có một ngôi sao. Đây là cái dòng đặc biệt và cũng như là cái thương hiệu Continental của Omega này thì tất cả các anh em cũng đều biết đến rồi. Đấy. Và tổng thể của chiếc đồng hồ này zin đẹp nguyên bản. Trong đó bốn càng gãy của nó còn rất là mới, bén cạnh. Ở bộ ba kim thì hoạt động rất là mượt mà, kim dây đang trôi anh em nhé. Đấy, em quay rất là cụ thể chi tiết từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng. Cái đời của chiếc Omega này thì ở các cọc số 3, 6, 9 và 12 là những cọc số bẹt. Đây là đời đầu của dòng Omega Continental. Đấy. Chiếc đồng hồ này thì có những cái nét đặc biệt, đó chính là trục tung hoành. Đấy, một cái trục tung hoành zin, anh em nhìn thấy rất là đã, rất là sắc sảo anh em nhé. Chơi những đồng hồ mà mặt zin là đã thích rồi anh em ạ, bởi vì là nó rất là bắt mắt và nó hút tầm mắt anh em mình khi mà xem giờ. Đấy, mà nhất là khi anh em mình ra ngoài ánh sáng tự nhiên thì những cái trải tia ở sớ zin nó làm rất là nghệ thuật anh em ạ. Chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy tự động chuẩn chronometer đấy, và cũng rất là tinh tế. Phía cọc số 6 giờ là có chữ street made đấy, rất là bén cạnh. Mặt của nó gần như là những người sở hữu trước thì rất là ít đeo và rất là ít khi sử dụng, và chiếc này thì em chưa động chạm bất cứ một cái gì cả. Về em chỉ lau dầu để nó chạy và hoạt động chính xác hơn. Từ những năm 1962 đến giờ thì bộ máy của nó cũng đã có nét thời gian và cũng phải lau dầu căn chỉnh lại thì để cho nó hoạt động chính xác hơn. Đấy, còn ngoài ra là zin nguyên bản anh em nhé. Anh em mà chưa có những chiếc đồng hồ Omega càng gãy mà zin thì hãy nhanh tay sở hữu chiếc đồng hồ này. Đấy, núm zin có logo Omega và đây là một cái núm bát giác. Ở phía đầu thì nó đã có những cái nét mòn của thời gian anh em ạ. Và phía đáy, vâng, phía đáy làm từ thép không gỉ, có logo Đài Thiên Văn, được làm từ vàng đúc 14. Chơi những chiếc mà đáy SS như thế này thì nó rất là bền với thời gian anh em nhé. Logo Đài Thiên Văn với 8 ngôi sao còn rất là bén cạnh. Trên cái Đài Thiên Văn thì có một cái vết xước nhẹ. Đồng hồ zin nên là em cũng không spa, cũng không làm lại gì cả để nó còn nguyên giá trị. Bởi vì là bao năm rồi, từ những năm 1962 đến giờ thì anh em phải nói là họ giữ còn rất là đẹp. Đấy, con người còn có những cái vết xước thời gian nữa, là huống chi là một chiếc đồng hồ đúng không anh em? Đấy, và chiếc đồng hồ này phải nói là một chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm đấy anh em ạ. Và sợi dây khâu tay bằng dây da cá sấu cũng rất là bền. Và chiếc đồng hồ này thì đầu dây là đầu dây 18 và có khóa zin. Đấy. Đây là một cái khóa lắc kê của Omega xưa. Anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc khóa. Phải nói là vẫn còn cát, và nói chung là tổng thể
nó rất là đẹp và còn nguyên bản giá trị. Chiếc khóa này thì có sự nét thời gian, bởi vì là nó là lắc kê mà anh em. Đấy, một chiếc khóa zin kết hợp với một chiếc đồng hồ zin nguyên bản và còn nguyên hộp thì rất là đáng được sở hữu tại thời điểm này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy của chiếc đồng hồ này. Chiếc bộ máy này thì anh em nhìn tổng thể bên ngoài có cái gioăng vàng. Gioăng vàng là cái gioăng zin của chiếc đồng hồ này và chưa được thay thế. Ở Việt Nam mình thì có hay có những cái gioăng màu đen, đấy là những cái gioăng đã thay thế, còn zin nguyên bản của nó là gioăng vàng. Đấy. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy Caliber 551. Đấy cũng là một cái dòng máy nổi tiếng của dòng Continental không lịch. Đấy. Thường là những chiếc đồng hồ Continental mà có lịch thì nó chạy với bộ máy 561 hoặc 564, nhưng mà với chiếc này là chiếc không có lịch nên là nó chạy với bộ máy Caliber 551. Và nó có chiếc đồng hồ này thì có đời máy là khoảng 20.000, thì nó sản xuất vào những năm 1962. Đấy. Anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy vàng hồng zin nguyên bản còn rất là mới. Đấy, bảo văn đang chạy rất là mượt mà. Đấy. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với 24 viên đá chân kính. Đấy. Tổng thể máy soi gương còn rất là mới và đẹp, hoạt động rất là chính xác. Em đã lau dầu căn chỉnh chiếc đồng hồ này rồi, và anh em nào mà mua chỉ việc lên tay đấy ạ. Và chiếc nắp đáy của chiếc đồng hồ này là có chuyện 167008. Đấy là cái đời máy. Bộ máy đang hoạt động rất là mượt mà. Và chiếc đồng hồ này có size mặt là size 34 mm, cũng là size chuẩn vintage. Và anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể lại một lần nữa trước khi mà chốt mã sản phẩm này. Em đã miêu tả rất là cụ thể và cũng để gửi đến tất cả các anh em, và các anh em cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa chiếc đồng hồ Omega Continental 5 dòng chữ, chạy bộ máy 551 chuẩn chronometer và có trục tung hoành rất là độc đáo và cổ điển, còn nguyên zin. Đấy, và rất là đáng được sưu tầm tại thời điểm hiện tại. Và hôm nay em đã diện kiến đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ phải nói là với gương mặt trắng đơn giản, tinh khôi và rất là cổ điển. Và anh em nào mà muốn chốt sản phẩm này thì nên cho em mã giá 36 triệu đồng. Đấy, một cái giá cũng rất là hợp lý cho một chiếc đồng hồ mà zin nguyên bản anh em nhé. Mặt zin, tất cả đều zin cả. Đấy. Kể cả đến cái gioăng vàng còn zin nữa, nên là anh em phải biết là cái độ zin nó như thế nào. Thế nên là anh em nào chưa có những chiếc Omega Continental trong bộ sưu tập của mình thì hãy nhanh tay sở hữu, và để đeo được những chiếc đồng hồ mà còn giá trị như thế này. Đồng hồ zin bây giờ kiếm rất là khó anh em ạ. Với những chiếc siêu phẩm như thế này thì anh em không thể bỏ lỡ. Đấy. Và anh em hãy nhanh tay sở hữu mã sản phẩm này anh em nhé. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.